Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tú để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đế đẹp, tay cành đều luôn nha, quý vị. Đây, cành đều rang ha. Đây, em chào anh. Dạ, chào anh Tuấn. Kính chào của chú anh chị cùng quý anh chị em ạ. Hôm nay tôi tiếp tục giao lưu cùng của chú chị mình một số phô mai dạo hàng cho Thủ Đức nghe nha. Địa chỉ đây là ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu là 0917771666. Hình thức giao lưu là bao sóng cho phí ship toàn quốc. Rồi mình vô mã đầu like ra lấy số ký tự tiếp tục là số 91 nha cả nhà. Rồi số 91 nha quý vị. Em này lực ha. Cao 60. Hoành 21. Rồi quý vị nghe kỹ, hàng tay cành rất lực, lùng lực. Để đây. Đây có cái em mình là giống mình con thú ha. Dạ. Hai mấy cái tay chồm trước, chồm trước này. Hai chân này chồm trước đây. Còn cái mình ở đây ha. Đó, thì nó tựa tựa ná ná vậy ha. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1.2 triệu. Rồi, số tiếp 92. Theo luôn. Rồi, 92. Cao 90. Hoành 28. Xương cành cũng ngang lực luôn hả quý vị. Để con cũ đế luôn, cộng cũng bự bự bự, phân bố cũng đều bọc, chỗ nào cũng có hết. Rồi 1.4 triệu, 28 của anh. Xuống cây luôn, 93. Rồi mã số 93. Cao 1 mét. Tú trên này hoành 20. Rồi xương cành đặt kéo. Rồi đế nôm đẹp luôn quý vị. Này là đúng nôm luôn. Rồi giữ bao nhiêu anh? 700. 700 quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi mã số 94. Rồi 94. Cao 80. Hoành 20. Rồi cái bự này nè. Để luôn à quý vị. Rồi giữ luôn nha anh. Rồi 650. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên cây bự chẳng luôn. 95. Wow, em bự như nha quý vị. Cái hoành nè. Hoành 31. 31. Cao 84. Này nguyên cái dựng cái tốc, dựng tốc. Đủ đo em cái phần nè. Từ đây qua đây thấy như mặt bự quá. À đúng rồi, không có đo hết ra cái dòng luôn, cái khối nhạc luôn như vậy anh. 48. Đó, khối nhạc bị chẻn luôn quý vị. Đấy nè, đấy đặt luôn ha. Dạ. Cho ăn dòng hai dòng quý vị ngắm nghía kỹ khối đế này ha. Đó, bề đó thì hết hết nói rồi, bề chịu hơn trước là cũng nhóc hơn trước ha. Rồi giá lưu nhiêu đây? Rồi 2.5 triệu. 2.5 triệu cây đẹp quá vậy. 30 hoạch. Rồi tiếp tục 96. 31 hay 30? Đó 31. 31. Thì nhớ đêm tối trời. 58. Hoành 26. Hôm nay cũng khối đế cũng đẹp nữa quý vị, kết hợp có cái dáng như trường trường nữa ha. Dạ. Rồi, cho luôn nhiêu anh? Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn, 900 ngàn. Rồi, 97. Nặng. Rồi, em trực. Trực xuống ngang luôn. Cao 1m25. Hoành 29 cơ hơn, tính 29. Rồi. Xuống ngang đẹp ơi, quý vị ơi. Ngang đẹp ha. À, cái cổ này thì nó cũng bung bung bể bể nha. Nó bung bung bể chứ không có nói cái xù gì, nhưng quý vị. Rồi giữ luôn nhiêu ra? Rồi 1.6 triệu. Rồi xuống cây luôn, 1.6 triệu. 98. Cao 90. Cao mét 99 hơn nữa, 23 hoành. Rồi xuống cành đẹp luôn. Đây cụm xuống cành không gì. Rồi, để luôn.
Rồi, vô luôn nha anh. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. 99. Rồi, 99. Cao mét 20 quanh. Rồi, xây xây luôn. Đây, tay cành đây quý vị. Còn cành đặt hết trơn ha. Đế luôn. Đế này cũng đặt đế quá nè quý vị. Dạ. Rồi, 700. Rồi, xuống cây luôn. 700. Rồi, 100. Rồi, mã số 100. Tay cành đẹp luôn. Cao 90. Quanh 23. Tay cành đều rang ha. Rồi, mình xuống đế ha quý vị. Đây, để em nó ở đây. Rồi, vô luôn nha anh. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn, 900 ngàn. 101. Cao 1m1. Hoành 21. Rồi, 21 hoành. Tại cành cũng đều luôn ha quý vị ơi. Để quý vị. Kinh đế nè. Kinh đế ha. Rồi, 700. Rồi, xuống cây luôn, 700. 102. Rồi, 102. Cao 95. Đo đây là 28. Đo cổ trên là 24. Rồi. Rồi, cho luôn như anh. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 103. Rồi, 103. Cao 90. Hoành 19 rưỡi. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, cho luôn nhiêu đây. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn, 800 ngàn. 104. Cao 80. Hoành 24. Rồi, xương cành đặt kẹo luôn. Đặt kẹo luôn. Đều bốn bên luôn. Để đẹp luôn. Rồi, để đây. Rồi, cho luôn nhiêu anh. Rồi, 1 triệu 1. Rồi, xuống cây luôn. 105. Cao 90. Hoành 25 rưỡi, tính 25. Sẽ xây luôn. Ta cành đóng cũng đặt luôn quý vị ơi. Rồi, số đế nôm nè, cộng lực luôn. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Cao 80. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, 850. Rồi, xuống cây luôn. 107. Rồi, em lùng lực búp măng. Xù nhưng quý vị. Cao 70. Này xù à, này xù thiệt hả chứ không phải nó hiện tượng gì đó. 24 quá anh. Hồi nãy không dám, chưa dám, giờ dám thiệt. Dạ thiệt hả quý vị. Nói chung nó bò lên tới nách trên luôn đó nha. Quý vị nhìn kỹ hầu như là nách nào cũng có hết trơn. Đó. Nãy mình không dám báo xù cái này, thì dám đây, này xù thiệt à. Đó, còn để đây quý vị ơi. Để ha, còn bự, bự nè. Đều luôn, chỗ nào cũng có hết trơn nữa ha. Úp măng luôn ha. Cho luôn nhiêu anh. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 108. Rồi, 108. Chiều cao. Cao 1m1. Hoành 21 rưỡi. Rồi. 21. Vậy em nghe thân cành luôn ha.
Rồi để luôn. Rồi 950. Rồi xuất cây luôn, 950. 1,9. Cao mét 20 quanh. Rồi để luôn quý vị. Rồi giống luôn như anh. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn, 800 ngàn. 110. Tay cành đặt kẹo luôn. Cao 1 mét, 22 hoành có hơn. Rồi tay cành đẹp ha, đóng tứ diện luôn nè quý vị. Rồi để luôn. Rồi 800. 800 ngàn. 111. Này hơi nặng nha. Nặng thì khiên. Cao 90. 26 anh. Rồi, quý vị thấy cái bầu đất quá xa to luôn ha. Nó chắc khoảng 40 cân có hơn cái nha. Này mà cân ký mà tính tiền xếp ra cho quý vị cũng hết khúc tiền rồi đó. Đó, bộ đất rất to nha. Hôm nay có cái bộ đế nha, mặt bên đây đi. Chậm mặt bên đây cho em. Lạc qua công viên lắm. Đó ha. Cũng quái ha. Rồi vô luôn nha anh. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn. 112. Rồi xuống cành đặt luôn. Cao 1m25. Hoành 24,5. Xương cành đặc luôn nha quý vị. Xương ngang. Đặc kẹo ha. Rồi, để nôm luôn nha quý vị. Rồi, giữ luôn nha anh. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, xuống cây luôn, 1,3 triệu. 113. Chiêu siêu, tại cành đều. Cụ đế nở luôn. Cao 77. 26 quanh. Rồi quanh 26. Đó, ta cành lực ha. Dán hơi siêu tí xíu. Dán siêu có cụ có đế. Vì thích dán siêu thì chốt em này chơi ha. Đây. Cụ đế đây. Rồi giữ luôn nhiêu anh. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn. 1,4 triệu. 114. Cao 1m1. 23 quanh. Rồi quanh 23. Này viền nữa quý vị bẻ cái tàn xè hai bên ok. Chơi nhị viện đó quý vị. Giống như quạt ba tiêu vậy ha. Nè tàn xè quý vị. Nè, hai bên ha. Rồi để đây. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn. 115. Cho 1m2. 23 hoành. Rồi hoành 23. Rồi cụ đế luôn rồi quý vị. Rồi vô luôn như anh. Rồi 1,250 triệu. Rồi xuống cây luôn. 1,250 triệu. 116. Cao 1m2. Hoành 22. Rồi 22 hoành. Ta cành cũng khá là đều đây ha. Xương nghe. Dịu gì chỉ chăm chơi thôi ha. Xương ngang đẹp rồi khỏi còn kéo gỉ gì nữa ha. À, đế cũng lực đế đó. Đó luôn như anh. Rồi 900. 900 rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục 117. Rồi 117. Cao 1m. 22 hoành. Rồi hoành 22.
Rồi, xuống cành luôn à, quý vị. Cành cũng lực quá ha, rồi để đây. Để kính để quá nào quý vị. Rồi, rồi 900. Rồi, xuống cây luôn, 900. 118. Cao 1m15. 24 quanh. Rồi, quanh 24. Em trực đế bàn cái nha. Cụ đế luôn. Rồi, giữ luôn như anh. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 119. Này thân nu mắt trúc nha quý vị. Thân nu. Cao 1m1. 27 quanh. 7 thấy bự dữ rồi. Cái tại do mắt cái này nó nu ra nè. Giòn mắt mình tao lắm. Nu mắt trúc cái gì? Để quý vị nghe kỹ để nha. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn, 1.3 triệu. 120. Tại cành đều rang, để nôm luôn. Cao 1m3. 26.5 quanh. À, quý vị ngắm nghía, xương cành đều luôn, đều tứ diện nha quý vị. Để nôm luôn. Đều tứ diện luôn, tại cành này đẹp rồi, khỏi bàn cãi ha. Còn cái củ đế này, gốc thì hơi lắc nhẹ ha. Cái này giống như hai cánh chim đó ha. Nhìn dáng duyên ghê. Để nôm công lực. Rồi, giữ luôn nhiêu anh? Rồi, 1.5 triệu. Rồi, 1.5 triệu. 121. Cao 1m3. 23 quanh. Rồi, quanh 23. Cái này tay cành cũng đều nè quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn, 800 nghe. 122. Cao 95. Quần 21. Rồi, 21 quần. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi. Ai hình chốt được con này nè, 400. 400. Rồi, xuống cây. Cái nãy cây to, không có cây nha. Nhỏ nhỏ, da cũng nhỏ luôn. 80. 20 quanh. Rồi. Rồi, xuống đế luôn rồi quý vị. Rồi, giữ luôn như anh. Rồi, 500. Rồi, xuống cây luôn. 124. Rồi, củ đế nôm luôn. Nôm luôn. Cao 1m. Nguyên cái khẩu đế dưới rồi quý vị. Quá trời khẩu đế luôn. 25 quanh. Khẩu đế ha. Đặt đế vô luôn rồi quý vị ơi. Tại cành có tính 2 tầng cái này, tại cành theo tầng ha. Đây, khẩu đế đây. Nôm 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 ha. Khối luôn. Rồi 1.5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 125. Cao 1m2. 25 quanh. Rồi. Những cái kỹ xương cạnh ha. Đây, xương cạnh. Xương cạnh lực không hả quý vị? Dưới này nguyên cái củ đế ha. Thân hơi lắc nhẹ xíu ha. Ngay cái lắc nó có tay cành hả quý vị? Nó có tay cành cũng hay cây ha. Còn cái củ đế này. Đó, còn cái củ nè. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Số tiếp theo. Rồi, mã số 126 cuối clip ngày hôm nay. Đó. Tay cành cực đều luôn. Đẹp luôn. Đế cũng cao đẹp mét. Luôn. Cao 1m quý vị. 27 quanh. Đó. Thân cành đẹp nè. Tay cành vip luôn. Vậy cũng nghe đế luôn ha. Tại cành thì đẹp rồi ha. Rồi, để em nói đây.
Rồi, vậy luôn nha anh. Rồi, mã số 26, 1 triệu rưỡi cuối clip. Kính mong quý cô chú chị mình xem hết clip và ủng hộ giúp Tú. Kính chúc quý cô chú chị mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn gặp được nhiều sự an lành trong cuộc sống. Và xin cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại quý chị mình clip sau.